Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính chào chư vị thiền hữu tri thức. Đây là chương trình Vấn Đáp Phật Pháp cùng Thầy. Hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2019. A Di Đà Phật, đây là câu hỏi Phật tử gửi cho con. Câu hỏi từ Facebook của Phật tử Hằng Mi. Từ ngày con biết đến Phật Pháp, con thấy cuộc sống con thay đổi tốt lên rất nhiều. Và con cũng tin sâu nhân quả. Nhưng gần đây con bị áp lực vì con còn có một phát nguyện là theo hạnh Bồ Tát, giúp người và bố thí. Mỗi lần giúp người bố thí thì con gặp trở ngại rất nhiều. Con mới lập gia đình một năm, cứ hễ muốn giúp người thì chồng con nghi ngờ và muốn bố thí thì chồng con ngăn cản rất quyết liệt. Dù nhà không thiếu thốn gì, xin Thầy hoan hỷ cho con lời khuyên làm sao cho trọn vẹn được cái nguyện hạnh của mình. Dạ, con kính cảm ơn Thầy. A Di Đà Phật, Thầy kính cảm ơn đã chia sẻ. Đây là cái hiểu, cái nhìn nhận của Thầy. Bố thí á, đến cái độ gọi là ba la mật thì người đó vô tham. Vô tham là bố thí ba la mật. Và vô ngã là trí tuệ ba la mật. Và vô sự là trì giới ba la mật. Cứ như vậy, ở trong cái lục độ ba la mật ấy, là cách mình tu tập đến cái độ mà không còn cái phiền não, không còn cái bản ngã, không còn cái sự ô nhiễm, dù là vi tế nhất ở trong tâm, thì gọi là đến bờ bên kia ba la mật là thành tựu tối thượng. Bây giờ mình biết Phật, mình thấy thân tâm mình do được thực tập cho nên cái phiền não, cái lòng tham nó ít, thân tâm tự động nó yên bình. Đó là mình đang tu tập ba la mật rồi đó. Bởi vì trước thì mình là một sự sống. Sự sống này nó cần sự bình yên, nó cần hạnh phúc hơn bất kỳ một sự sống nào cả. Bởi vì mình muốn bố thí cho một ai nào, một ai bên ngoài đó, một sự sống, một con người, một chúng sanh nào đó. Nhưng mà nếu mà mình quên, cái sự sống này nó cũng cần những cái thứ mà mình nghĩ là mình đi cho ngoài kia mà mình quên cho nó, thì nó chưa phải là ba la mật. Vì ai đó mình giúp họ mà mình không giúp mình trước thì vẫn chưa trọn vẹn. Nên câu trả lời của Thầy là trước phát nguyện ba la mật thì đừng để cái nguyện đó làm cái thân này khổ. Một đứa bé nhỏ nó cũng đủ biết cái cách để nó bảo vệ cái thân này. Nếu như ai bên ngoài cái tấn công nó cũng chạy trốn được. Con vật nó cũng sợ hãi, cho nên nó tự thân, nó bỏ, nó chạy trốn và nó tự vệ nó rất tốt khi có sự nguy hiểm. Cho nên cái thân này nằm ở trong cái phạm vi của cái tâm này. Nếu cái tâm này mà tấn công nó, dù bất kỳ một cái nguyện hạnh hay là một cái ý niệm nào tốt, nhưng chính cái nguyện hạnh, cái ý niệm hay cái suy nghĩ đó mà làm cho cái thân này mà khổ, cái thân này không thể chạy đâu được cả. Chứ cái thân này là cái thứ vô hiệu lực, cái thứ yếu đuối nhất, bị chi phối bởi cái tâm này. Và khi phát nguyện thì đừng quên cái thân này cũng là một sự sống. Đừng bỏ quên nó. Và nó xứng đáng nhận đầu tiên sự bố thí của cái tâm mình nhất. Như vậy, mỗi phút giây thực tập vô tham, vô sân, vô sự là đang đại bố thí cho cái sự sống này trước. Bởi vì mình không thể cho cái thứ mà mình không có. Vậy hãy làm cho những gì mình có, mình tới đâu thì tự động giống như đóa hoa. Mình không cố gắng, không nỗ lực tác ý cho thì hương thơm nó tỏa, ong bướm sẽ tự bay tới, gọi là hữu xạ tự nhiên hương. Cái bố thí đó là ba la mật á. Nên trước coi thử khi mình phát cái nguyện thực tập bố thí theo hạnh Bồ Tát thì cái thân này nó đã có được cái niềm hạnh phúc của sự tu tập bố thí mà nó nhận được trước hay chưa. Nó trước cái đã. Tức là hằng ngày nó hay làm việc ác bằng năm cái giới nó giữ trọn vẹn chưa. Và bây giờ nó đã không có làm cái nhân khổ cho cái thân này ngày mai phải nhận cái quả khổ hay chưa. Thứ hai, nằm xuống ngủ cái yên cho cái thân này không, hay là nó vẫn còn si tư lo lắng khá nhiều. Thứ ba nữa, đời sống hàng ngày của nó, cái thưởng thức trọn vẹn được sâu sắc cái đời sống này với cho nó và cho những người xung quanh của nó hay không.
trước là hãy coi cái thân này, đó không phải là ích kỷ. Mà như thầy đã nói, mình không thể cho những gì mình không có. Cho nên phát một cái nguyện hạnh gì thì trước phải nhắm vào cái kiếp người này trước, ít nhất là nó phải được vững chãi cái đó. Điều đó phải chắc chắn. Mày không á, để mà chạy xa, chạy marathon, chạy đường dài thì không phải mình chuẩn bị đường, không phải mình chuẩn bị tốc độ, mà mình chuẩn bị cái đôi chân mình trước. Đôi chân mình mà ổn, chắc chắn mình sẽ chạy đường rất xa. Những gì trong lòng mình có, những gì mình cho là không khó. Bởi vì cái cây nó không cố gắng cho ai cả, nhưng mà ai đi ngang qua đường cũng muốn ngồi dưới gốc cây, chim cũng có chỗ ngủ, hoa đẹp, quả ngọt. Nó đâu có nghĩ là nó cố gắng nó cho ai đâu. Cho nên hãy là mình trước, nhớ sâu sắc điều này khi tu Phật. Cái thứ hai ấy, là con người mình thương bên cạnh là chồng mình. Nếu cái phát nguyện mình, nếu cái nguyện của mình phát vì lợi ích của nhiều người mà làm cho một người khổ á, mà cái người đó là bên cạnh mình, thì mình nên cẩn trọng một chút. Bởi vì cái người mình cần đổ nhất chính là mình. Cái người thứ hai là cái người kề vai sát cánh với mình. Mình sống có thể thành công trong cuộc đời, nhưng nếu người bên cạnh mình mà họ khổ vì mình là mình vẫn thất bại như thường. Cho nên coi thử cái người chồng của mình được phép của họ hay chưa. Nếu chưa, mình phải thực sự khéo léo phương tiện để được sự đồng ý của họ. Nếu không thì cái được gọi là tốt đẹp nguyện hạnh của mình đó được cho mình, nhưng mà chướng đạo cho họ. Một, họ khinh thường, họ dèm pha. Hai, họ ngăn cản cái bồ đề tâm, thì họ tạo ra cái nghiệp bất thiện cho chính họ. Họ sau này rất là khó gặp thiện hữu tri thức và tam bảo. Thứ ba nữa, đời sống hàng ngày của mình, mình nghĩ là mình bố thí, nhưng mà mình làm cho một người khổ. Bởi vì cái hạnh, cái nguyện của mình nó làm cho mình ích kỷ. Mình cố gắng mình đi cho, đó là cái nguyện của mình phải làm. Nhưng họ không cho, không phải vì họ ích kỷ, nhưng mà họ cũng vì mình. Mà mình chưa chắc mình vì họ, mà mình vì cái nguyện của riêng mình, thì chưa biết ai ích kỷ hơn ai. Họ không có cái hạnh bố thí mà họ có vẻ bố thí, mình có cái hạnh bố thí mà mình lại làm cho họ khổ. Này nó hơi sâu sắc chỗ này. Nên trước hãy bố thí thế này. Khi cự lộn hơn thua với chồng của cô, thì cô hãy mở cái lòng từ của mình ra, đạt được cái chỗ vô ngã. Đó là trí tuệ ba la mật. Khi mà mình sống trong cái đời sống gia đình mà mình không có đặt lòng tham lên trước, thì cái đó gọi là thực tập Dana Paramita, bố thí ba la mật. Khi mình và người mình thương hơn thua cự cãi và làm cho đau khổ với nhau, mình bỏ cái tôi bản ngã mình xuống, nhẫn nhục ba la mật. Và cái điều thứ hai con muốn chia sẻ đó là đừng để cái nguyện của mình làm cái người bên cạnh thương yêu mình phải chịu trận với cái thứ mà mức độ hiểu của họ chưa bằng mình. Mình hiểu A họ mới hiểu B, nhận thức của mình A họ mới nhận thức B, thì mình phải phương tiện độ họ trước khi mà mình trách họ. Bởi vì người hiểu không tới đáng thương hơn là đáng trách. Cho nên cẩn thận, nếu mà mình thực sự giác ngộ thì tâm mình phải yên trước, và lòng từ bi của mình phải đối xử với cái người ở dưới sao cho đừng có ích kỷ với cái hiểu của mình. Đó là hai điều. Điều thứ ba con muốn chia sẻ đó là bố thí nhớ là có ba loại. Một là pháp thí, đó là cao nhất trong các loại thí, tức là chia sẻ pháp để cho người ta giác ngộ tỉnh thức. Thứ hai là tài thí, là vật chất mình có bên ngoài cái thân. Và nội thí là cái thân này mình có. Thân này mình có là mình có thể bố thí bất kỳ lúc nào ở đâu. Chồng mình có thể ngăn cản được hai cái loại thí đầu, một cái loại thí thôi, đó là pháp thí, đó là tài thí. Nhưng chồng mình không thể ngăn cản hai cái loại thí còn lại, đó là nội thí và pháp thí. Nội thí là mình có thể mỉm một nụ cười, mình có thể đưa một cánh tay để giúp đỡ, mình có thể quét cái nhà, mình có thể mở một ánh mắt từ bi và tha thứ. Mình có thể làm một cái điều gì đó bằng cái thân này và mang đến bình yên, vô ý, tha thứ cho cuộc đời và cho chính nó. Và cuộc đời là ai? Những người xung quanh mình, chồng mình.
mình có thể coi người chồng mình là đối tượng để cho mình bố thí thực hiện cái hạnh này nhiều nhất. Và chồng mình đang tạo ra một cái cơ hội để cho coi thử cái hạnh bố thí của mình nó được bao nhiêu. Khi mình nghĩ mình bố thí thì mình nghĩ chồng của mình là người ngăn cản, nhưng thực tế thì không biết chừng chồng của mình là người giúp mình đang thực tập cái hạnh bố thí đó nhiều nhất. Đại bố thí tức là dục cái ngã của mình xuống. Khi vô ngã rồi thì sẽ vô tham, vô sự. Còn cái tôi bản ngã thì cái hạnh bố thí của mình cũng chỉ là cầu đền ơn bằng một cách thức nào đó khi mà mình bố thí. Nhưng mà thi ăn mà cầu đền đáp là thi ăn có mưu đồ. Cho nên khi mà đem tiền hay giúp người mà chồng mình ngăn cản thì mình biết hai điều. Một, tu không hề dễ. Nếu mình không từng tạo cái Phật duyên, cái thiện duyên ở kiếp trước, mình ngăn cản người khác tu, kiếp này mình tu sẽ bị người khác ngăn cản. Và muốn tu không hề dễ, muốn trở thành người tốt không phải dễ. Cho nên được tu, có cơ hội tu, gặp tiền hữu tri thức, và khi tu thuận tiện, nhân duyên đầy đủ, đó là cái phước lành rất lớn của kiếp người. Và khi mà mình tu ở kiếp này, mình bị ngăn cản là mình biết cái duyên của mình đã từng tạo. Cho nên mình khéo, nếu không mình sẽ tạo một cái cơ hội để cho cái người thương của mình, họ tạo một cái duyên ngược lại giống mình ở kiếp trước mình tạo, để sau này khi họ tu họ giống mình bây giờ. Chỗ này nghe kịp không? Mình đừng để người thương của mình giống mình bây giờ. Đừng khiến họ tạo một cái nhân không tốt đẹp là ngăn cản người tu, để sau này khi họ tu họ bị ngăn cản giống như chính mình bây giờ. Cho nên nhìn họ mà thương, đừng nhìn họ mà trách. Thứ hai, họ là nghịch thiện hữu tri thức. Họ đang giúp mình thực tập cái hạnh bố thí đó. Đó là hai loại thí họ đang giúp mình. Một là pháp thí. Mình nói họ không nghe, mình hãy sống và họ thấy. Mình bớt tham, bớt sân, bớt giận, bớt hờn, bớt nghi, bớt sợ. Tức là mình đang pháp thí trên cái thân hành và biểu hiện cuộc sống hàng ngày vui tươi, nhẹ nhàng, từ bi, tha thứ, ôn hòa, từ tốn của mình cho họ thấy. Đó là đại pháp thí. Đó mình thí đi. Mình thực hiện cái hạnh Bồ Tát rồi đó. Hãy thí cho chồng mình thấy. Và thứ hai nữa, đó là nội thí. Hãy nhìn ánh mắt. Hãy để trên tâm tư mình suy nghĩ. Hãy mở nụ cười. Hãy dang cánh tay. Hãy thực hiện hành động mà nó mang cái nội dung vô tham, vô ngã, vô sân, vô ý, vô sự cho chồng của mình. Và khi đó mình không còn trách chồng mình nữa, mình không cảm thấy bị áp lực nữa. Ở đây thầy đọc và thầy nhấn mạnh cái từ của cô là áp lực. Khi mà cái hạnh Bồ Tát mà mình phát nguyện mà nó bị áp lực trong lòng, tức là có cái gì đó sai sai. Tức là mình muốn đạt một cái gì đó mà không theo ý mình muốn, thành ra mình bị áp lực. Khi mình thương một người thì cái việc tốt nhất mình có thể làm cho họ là làm cái điều họ muốn chứ không phải làm cái điều mình muốn. Khi mình phát một cái nguyện Bồ Tát hạnh, tức là mình làm cái điều chúng sanh muốn chứ không phải mình làm cái điều mình muốn. Dù cái điều đó là cái nguyện hạnh của mình, cái nguyện hạnh đó không còn là của mình nữa, mà cái nguyện hạnh đó là của chúng sinh, vì chúng sinh. Cho nên nếu mà chúng sinh chưa có tạo đủ nhân duyên cho mình thì mình đừng có bị áp lực. Bởi vì mình vì chúng sinh mà mình bị áp lực, tức là cái tôi của mình nó ích kỷ với cái tên gọi ngụy trang là Bồ Tát. Nhưng khi mà bị áp lực, tức là cái tôi bản ngã của mình nó lồi lên rồi đó. Cái ngụy trang này nó bị hé mở rồi. Tức là mình vì chúng sanh mà tại sao chúng sanh đây là người đặc biệt là chồng của mình mà lại làm cho mình cảm thấy bị áp lực. Vậy là vì mình chứ không phải vì họ. Khi mình thương họ mà mình làm cái điều mà họ muốn thì mình đâu có đau khổ nữa. Mà nếu mà mình còn đau khổ khi mình thương một ai đó là bởi vì mình muốn họ làm cái điều mình muốn. Thì khi mà mình làm cái điều, khi họ không làm cái điều mình muốn mà mình đau khổ, thì đó không phải là tình thương đích thực, không phải là hạnh Bồ Tát đích thực. Nhớ như vậy. Nhớ như vậy nha. Tức là cái hạnh nguyện Bồ Tát này của cô là cao quý, là cao thượng. Bố thí thì từ cái ba la mật là Paramita cho đến Upadaramita cho đến Parama Tham Paramita, nó có ba bậc như vậy. Bậc ba la mật và trung ba la mật và thượng ba la mật, thì mình mới tập sự và phát nguyện hành bố thí. Thì bắt đầu mình bỏ cái lòng tham trước bằng cách
với cái người, với chính mình trước, và với cái người sát cạnh mình trước, và rồi hỉ nghĩ tới cái người bên ngoài, là bà con quyến thuộc, nội ngoại, người thương kẻ ghét, và vô số chúng sanh, nhân và phi nhân, hữu hình vô hình. Kính chúc cô an lành, tinh tấn tu tập, và hãy coi tất cả những cái chướng duyên, nghịch cảnh nó đến, đó là Phật Bồ Tát hiện thân để cho mình có cơ hội bước lên trên một bước thang nữa. Mỗi lần mà muốn nhảy cao hơn một chút, nó khó khăn, nhưng mình biết, à mình đã tiến bộ. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.